xinh quê nhìn đẹp. Nhìn cái bệ, bệ đều thế. Nhìn có vẻ hơi non. Nhưng mà được. Nhìn quê. Nhìn cái xe đạp học chuẩn. Cô hôm qua nó thích cái cây này. Có cây ổi tím rồi. Cô lại có cây ổi tím rồi đây à? À đây à. Cái này liệu có quả không nhỉ? Sắp có quả chưa? Nhưng mà chắc còn lâu đúng không? Vâng, nhưng mà sợ nó còn bé chứ có quả. Bao
xe lên cây này. Hôm qua nay mà lại thấy cái thêm cây này rồi. Nhưng mà cắt thô quá. To bằng kia hôm qua, to hơn tí. Bằng. Thank you.